Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Tam tai là gì? Hạn tam tai hay năm tuổi có xây cất mua nhà được hay không? Có cưới hỏi được hay không? Vâng, hoàn toàn được các bạn ạ. Nếu các bạn hiểu hạn tam tai là gì và bạn là người có tính tâm. Thân Tý Thìn, hạn tam tai tại Dần Mão Thìn, tức 3 năm 2022 cho đến 2024. Hợi Mão Mùi thì tam tai tại Tỵ Ngọ Mùi, tức từ 2025 đến 2027. Cứ theo chu kỳ 12 năm, mỗi tuổi có 3 năm hạn tam tai và 2 đến 4 năm hạn thái tuế. Năm tam tai hạn đầu thì nhẹ, năm giữa hung họa nhiều, năm cuối dần chuyển biến. Thế tam tai chính xác là gì? Làm thế nào để hóa giải hạn tam tai? Bài này Khải Toàn xin chia sẻ cách hóa giải tam tai bằng con đường chân thiện, đoạn trừ mê tín thái quá. Các vị đủ duyên xem video này là phước phần của Khải Toàn. Chia sẻ cách hóa giải đơn giản kèm theo cách bài trí vài cung trong phong thủy nhà nhằm giảm sát gia tăng vận may. Tam tai đại diện cho hỏa, thủy và phong tai. Suy cho cùng, nếu tâm của bạn thuần thiện thuần tịnh, tâm sẽ tự tại, có thể giải trừ mọi tai ương trong chính tâm thức của mình. Vừa qua một anh nghệ sĩ bảo rằng em chuẩn bị xây nhà, nhờ thầy xem phần cúng động thổ, không biết nên ai cúng vì cả nhà năm nay đều hạn tam tai. Khải Toàn hỏi rằng thế anh có hiểu hạn tam tai là gì không? Tâm anh có nghĩ thiện nói thiện hay không? Nếu anh không hiểu tam tai là gì và tâm tánh của anh thiện lành thì cứ việc cúng kiến, đừng ngại năm hạn, vì người có tâm thuần thiện bất cứ họ ở nơi nào cũng sẽ trở thành mảnh đất phước. Không riêng gì anh nghệ sĩ này, khá nhiều người bất an với hạn tam tai, không dám làm nhà hay thực hiện những việc lớn. Khi bạn chấp vào quan niệm này là cách tự giảm vận may của chính mình, tự ôm phiền não vào lòng. Khi tâm bạn thiện, bạn xem video này sẽ biết cách hóa giải hạn tam tai một cách rất nhẹ nhàng, dù không cần cúng kiến gì cả. Nếu tâm bạn bất thiện thì có cúng bao sính lễ cũng không thể tiêu trừ được nghiệp lực trước đây. Nghiệp lực trước đây bạn đã khởi tạo, vì không có thần Phật nào nhận ít sính lễ của bạn mà giảm cho bạn nghiệp lực trong đời quá khứ. Thần Phật không thể nhận ít sính lễ xóa đi những nghiệp bất thiện trước đây. Hóa giải tam tai đơn giản bằng cách sống chân thiện, đoạn trừ phiền não, tránh xa cái ác. Nếu có thì thỉnh một vật hợp với mệnh khuyết cho bạn thêm một ít năng lượng thiện lành. Vật này nên được gia trì sái tịnh. Hỏa, thủy, phong tai là ba hạn tai ương trong chu kỳ 12 năm của mỗi con giáp. Chủ về hao tổn, làm ăn khó khăn, dễ có sự tranh đoạt, tinh thần kém. Trong quá khứ, vào các năm hung họa, mẹ Khải Toàn bảo rằng cắt ít móng tay hoặc là ít tóc để cúng sao giải hạn. Xính lễ là tam sên, tức một ít thịt luộc, một con tôm, một quả trứng luộc. Thêm vào đó, một ít nhang đèn, nến, rượu, miếng trầu, trái cây, gạo muối, hoa tươi và phải kèm một bộ đồ thế cho nam hoặc là nữ. Khấn cho thổ thần thổ địa, linh địa quỷ thần nhận ít sính lễ nhằm giảm trừ tai ương. Bộ đồ tế là thế hình nhân, thế mạng của người cúng. Trong đó bộ tam sên tượng trưng cho thổ thủy thiên, tức đại diện cho đất, nước và trời. Ngoài ra còn có ý nghĩa khác, loài sinh ra từ trứng được gọi là noãn xanh, loài sinh ra hình hài được gọi là thai xanh, đại diện cho thịt heo. Tôm là loài sinh ra từ thiên nhiên được gọi là thắp xanh. Với tục lệ cúng kiến hạn tam tai này, ngày nay vẫn còn nhiều người làm theo vì họ mong giảm đi vận xui. Vậy bản thân của bạn, nếu có cúng theo thông lệ này, bạn có thật sự tin rằng mình sẽ giải trừ được hung họa hay không? Hay đơn thuần cúng cho tâm an đôi phần, thà làm theo còn hơn không làm.
Khi đã nghe ai đó bảo cúng là phải cúng, kèm theo những lời dọa, hao tiền, bị trộm, bệnh tật, dễ phạm tai ương và cả thị phi, dễ phạm tranh chấp, kiện cáo với pháp luật. Rồi thêm vào, khi xây nhà năm này dễ gặp tai nạn. Khải Toàn xin vấn đáp từng phần trên, hy vọng các bạn khai ngộ, tiêu trừ mê tín thái quá, giúp tâm an lạc. Nếu bạn bị hao tổn, bị trở ngại, tức trong mệnh của bạn có sẵn cá nhân trở ngại ấy, làm gì có vào mà không có ra. Nếu bạn dính đến tranh chấp kiện tụng, tức trong thời quá khứ bạn đã dính đến những cá nhân này. Giả dụ khi vướng vào thị phi kiện tụng, bạn mở lòng không đố kỵ, sự việc nhẹ nhàng lướt qua. Khi bạn đố kỵ, cố gắng giành phần thắng về chính mình, thì sẽ sinh nhiều chướng ngại. Hạn hung họa tăng hay giảm phần lớn phụ thuộc vào những tạo tác trước kia của bạn và cách bạn phản ứng với hiện tại, phụ thuộc vào tham sân si mạn nghi của bạn. Không đoạn trừ được tham sân si, không ai có thể hóa giải giúp bạn những năm hạn này. Một chu kỳ 12 năm, ngày có sáng tối, đời người lúc thịnh lúc suy, đó là vô thường. Nếu chịu khó tĩnh tọa thiền định, quán xét lại hành động trước đây của mình, bạn sẽ dần buông xả. Nếu chịu khó định tâm, quán xét những vật hiện hữu trên chiếc bàn thờ của mình, bạn sẽ hiểu được vài ý nghĩa. Hoa trên bàn thờ đại diện cho vô thường, có nở sẽ có tàn, có sinh ắt có diệt. Trái cây đại diện cho nhân quả, đại diện cho nhân nào quả ấy. Đèn đại diện cho trí tuệ. Khi bạn định tĩnh, tuệ sẽ sinh, tuệ sinh thì nghiệp giảm. Nhang đại diện cho hương, nguyện vào lời khấn, đi vào cõi thiên. Nhưng không có hương nào bằng hương từ tâm thành của con người. Nếu có cúng kiến, biết cúng là gì và tâm thành việc sẽ ứng. Vẫn những món xính lễ trên, loại bỏ bớt những xính lễ mang tính sắc xanh hay là rượu, kèm theo lời khai thị. Giả dụ bạn khấn thổ thần thổ địa, thiên địa quỷ thần, những vị khuất mặt khuất mài chưa siêu thoát, dùng ít xính lễ này mong các vị buông bỏ những oán giận cũ, sớm về cõi lành, mong cho người người được an ổn. Được như vậy thì thiên địa quỷ thần, những vong linh chưa siêu thoát, vừa được xính lễ vừa được khai thị. Dù có cúng kiến ra sao thì tội nghiệp của bạn trước kia gây nên, bạn không thể thoát. Những việc phước lành trước kia bạn gieo là nhân thiện, nhân ác quả ác, nhân thiện sẽ có quả thiện. Muốn được phước phải tạo phước bồi phước, muốn tâm an tịnh phải có giáo pháp và tinh tấn tu dưỡng tâm tánh, đoạn trừ mới làm. Đủ duyên thì xin con cưới hỏi, đừng vì thầy phán hung họa mà không thực hiện. Thân bằng quyến thuộc, không duyên không nợ, không kết giao đời này. Giả dụ đời trước bạn tạo nghiệp, đời này sẽ có người nào đó hay con cái của bạn sẽ đến đòi, làm sao tránh được nghiệp quả. Đủ khả năng thì xây nhà làm nhà. Nếu bạn đợi năm tốt thì năm nào cũng sẽ có hạn tam tai, thái tuế, hoàng ốc, kim lâu, sao kế đô, hoàn toàn là mê lầm. Nhà của bạn, đất của bạn, tiền của trí lực cũng của bạn. Nếu tâm bạn thiện, tại sao sợ năm hạn năm hung? Càng không thể mượn tuổi, không thể lừa thần lừa thánh. Thay vì mượn tuổi, hãy nhờ một người nào đó có tâm tính thiện lành cùng bạn khấn bái cúng kiến nhà cửa, nương vào năng lượng thiện lành của họ cho bạn thêm một ít may mắn và tâm của bạn yên hơn. Nhưng chính yếu vẫn là ở bạn. Có những vị gia chủ của Khải Toàn, họ làm ăn phát đạt, xây sửa mua mới nhà cửa rất tốt đẹp vào các năm hạn này. Bởi vì họ là những người sống với hiện tại, họ tin vào nhân quả, không muốn uổng phí thời gian của mình, uổng phí thời gian quý báu để chờ đợi những hoài bão. Người mà có ý niệm tự lực là người không ngại thất bại, họ xem đó là bài học cho mai sau. Người không có ý niệm tự lực, người không tin vào chính bản thân mình thì thần Phật trực tiếp đến độ cũng không thể độ được.
hãy tự quán xét lại xem, chỉ có những năm hạn bạn mới mong giải hạn, mới mong cúng kiến, còn những thời khắc khác bạn không màng, vậy thì thiệt thòi cho thần linh. Nếu ngày ngày bạn đứng trước bàn thờ hay ngày ngày ngồi tĩnh tọa để khấn nguyện sự an lành đến với chúng sanh, đến năm hạn bạn sẽ không bị hù dọa bằng những lời bất thiện trên. Vì vậy, không có việc cúng kiến để giải hạn, càng không có việc dùng phong thủy để phát tài ngay. Cúng kiến với tâm thành, bạn sẽ được phò trợ, ứng dụng đúng phong thủy cho bạn thêm đôi phần may mắn. Tuy nhiên, chỉ có mở lòng bố thí giúp người, giúp trong tâm thái nhẹ nhàng mới có thể tích phước bồi đức. Bước đầu giúp tâm thanh tịnh. Bước thứ hai, hóa giải sao hung theo thị phi của mỗi năm. Tại phương vị có sao tam bích nhập vào, không nên bài trí nhiều cây cối, nhiều màu xanh lá. Đặt vào đây một viên đá thạch anh tím hoặc một bức tranh màu đỏ, tranh mặt trời hoặc tranh ngựa, sẽ có thể hóa giải hạn thị phi hoặc là tranh chấp xung đột trong gia đình và bên ngoài. Trong năm 2022, sao tam bích nhập vào hướng đông, 2023 tam bích nhập vào hướng đông nam. Các bạn xem đồ hình qua từng năm. Đồ hình này là cách xác định phương vị trong ngôi nhà để tìm ra một hướng cần tìm. Các bạn gạch chéo hai góc, điểm ở giữa là trung tâm. Đứng tại vị trí này, dùng la bàn phong thủy trên điện thoại để tìm ra hướng mong muốn. Tiếp theo, tìm ra hai phương vị có sao ngũ hoàng và nhị hắc, hai hung tinh về hao tổn và sức khỏe kém. Tại hai phương vị có sao này, của hai sao này nhập vào mỗi năm, không nên có nhiều tạp vật, giày dép cũ, nhiều màu đỏ, vì sẽ gia tăng tính hung hãn. Thay vào đó, nên có ít kim loại, đồ đồng để hóa sát. Đơn giản vẫn là sau tiền 6 đồng hoặc chiếc hồ lô đồng. Các bạn nhìn vào đồ hình này để tìm ra phương vị ngũ hoàng và nhị hắc nhập vào theo từng năm. Nơi có 3 sao hung tinh nhập vào, tam bích ngũ hoàng và nhị hắc mỗi năm, tuyệt đối hạn chế động, không nên để quạt, loa, những vật phát sinh rung động. Các bạn nên biết, dù có dùng thuật cải vận tốt như thế nào, nếu không chú tâm đến phong thủy ngôi nhà, vận hạn của bạn khó lòng như mong muốn. Vì mảnh đất của bạn sinh sống, dù ở tạm hay ở thuê, ảnh hưởng lớn đến vận trình, ảnh hưởng lớn đến tài lộc của bạn. Trong đó, không khí trong lành, không gian sạch sẽ được xem là yếu tố cần. Tâm trạng vui vẻ, ngôi nhà nhiều tiếng cười là yếu tố đủ. Để có phong thủy tốt, bạn nên được như vậy. Hãy tự quán xét lại xem, trong tháng qua, năm qua, gia đình của mình đã có nhiều tiếng cười hay chưa, cùng nhau ăn những bữa cơm vui vẻ hay không? Tự thâm tâm bạn sẽ có câu trả lời. Từ bây giờ, bạn nên đoạn trừ mọi tư tưởng về năm hạn. Đừng tự gom những hòn đá phiền não, những hòn đá tà kiến vào tâm trí chính mình, vào chính a lại gia thức của mình, để nó thêm đầy phiền não, rất khó tẩy rửa. Thay vào đó là hành thiền, nghe pháp thoại giúp tâm thanh tịnh. Đó là bước đầu để cải biến vận trình. Tâm thuần thiện thuần tịnh, bạn sẽ độ được chính mình trước khi độ người thân. Không còn lo lắng về năm hạn tam tai hay thái tuế gì nữa. Mỗi ngày đánh răng, mỗi ngày tắm gội là hành động giúp thân sạch, miệng sạch của bạn. Thế thì việc hành thiền là cách tắm cho tâm của bạn, cho cái tâm vọng niệm của mình giảm dần phiền não. Dần dần bạn sẽ khai ngộ. Cải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.